chị không thắc mắc tại sao. Nên số bao nhiêu em ngân thôi nhiêu ngân. Thêm bạn thêm Zalo nè. Rồi rồi cái này vô. Lạ thiệt chứ. Rồi xong rồi làm ơn tự hẹn nhau đi cà phê giùm nha. Xin chào quý vị khán giả của kênh Nguyễn Thị Ngân Official. Dạ chị Dung đang mai mối. Đang mai mối nhưng mà hơi bị đường đột cho nên là Ngân ngại quá. Em bị sốc. Anh ấy cũng ngại luôn. Ok cần em. Còn như chị Ngân ghi lại số điện thoại chị Dung chứ mà số điện thoại. Đến mức mà phải chị Dung phải tự tay mình xin số điện thoại của Ngân cho nữa thì ké hình nghe luôn á. Lên nha, được rồi nha. Em chờ nha. Hôm nay ớn lỡ lắm, xong xíu rồi anh gọi cái điện thoại. Tôi đâu biết được là chị không đi này. Ông bị gọi cái độ anh nắm cái thế ngồi. Đây có rồi anh. Ok nha. Alo. Alo. Chị gọi đi đâu vậy? Em chưa bút máy mà anh luôn. Chớ lại mình thấy động tác của Ngân đang block rồi anh. Cầm cái xong mình block sao? Dẹp. Hai bạn tính tình, da cạnh đồ này kia rồi. Chị tiến tới đi là một pháp tiến tới luôn. Ôi. Chị thấy hợp đúng không chị Dung? Chị có điều hết mồ hôi hột luôn. Ủa, lúc nãy em vô là anh xóa hình ảnh nó đi nha. Bây giờ mới lại em vô. Lại vô chị xóa hình ảnh nó đi. Mày ngân nào không phải em đâu. Bao lâu rồi mới có người xin số điện thoại Ngân? Trời ơi, lâu lắm rồi á. Lâu là bao lâu? Không, cũng nhiều chứ. Thời gian gần đây nhiều người xin số điện thoại chứ. Xin số điện thoại của Ngân Bát à? Dạ, của Ngân Bát. Bây giờ ăn khi thế luôn đúng không? Ngồi ăn khi thế nè, mấy cái này của Ngân hết nè. Mấy hạt điều đồ nè. Bữa giờ là ngồi ăn, ăn quá trời ăn luôn. Dạ. Trời ơi, còn nói gì nữa. Còn nói nữa, còn không biết là bút lia lịa nữa. Mật ong, cà phê rồi gì nữa. À, quen anh biết là anh được ăn đầy đủ luôn. Là giờ bạn gái là doanh nghiệp là chủ cái nhãn hàng ha, hạt điều rồi mật ong rồi cà phê, cái xong rồi có nhà nữa, nhà mới xây nữa. Wow. Bữa giờ cái câu mình nói trên nhà ai mà nói em là được nguyên căn nhà không? Không, được đó nhà bố mẹ em không? Nhà cao cửa rộng. Để em là anh ăn hạt điều thoải mái. Anh thấy anh đi Đắk Nông lần nào chưa anh? Dạ. Anh đi Đắk Nông lần nào chưa? Em đi vừa đi khi tháng 6 ấy. Tháng 6 Đắk Nông, Đắk Lắk. Tháng 6 hả? Tháng 6. Cậu lên chỗ chị hả? Không. Đi xe máy đi. Đi xe máy từ Nghệ An đi lên Đắk Lắk sau đi ra xuống Sài Gòn sau đi về. Để mà không tìm thấy em hả? Trên Đắk Nông không tìm thấy em. Điểm chạm là tại Anna. Anna cũng là Đắk Nông rồi. Điểm chạm là tại Anna. Bây giờ chúng ta sẽ chạm nhau tại Anna. Lần sau nha, lần sau lên gọi em nha. Nhật gọi em, mời em về ba mẹ coi mắt đồ các kiểu đồ nữa. Nhà anh bố mẹ ở đâu anh? Ủa? Sao đâu cái đạn nhanh quá vậy nhanh? Tại qua đây rồi. Thiệt luôn á. Lâu ngày âm với dương ngồi gần nhau không? Hợp lý á, hợp lý á. Ủa anh là quê gốc của đâu? Anh quê Nghệ An. Quê Nghệ An à? Chủ động luôn nên là giờ là muốn quá rồi. Rồi là người ta nói là nghe hẹn xong rồi nam sẽ là người hỏi cho chị bắt chị đúng không? Còn Ngân là tới tới luôn. Hỏi gia cảnh. Anh hỏi gì em đi cho người ta biết. Đường đồ quá, bây giờ cũng không biết là nên hỏi con gái thì mình hỏi cái gì bây giờ. Chưa lót thoải mái đi. Thoải mái đi anh. Không phải mà, biết sao không? Tại vì thường ta hẹn hò có hai người hay nói chuyện riêng thôi, đằng này kiểu hẹn hò tất cả luôn. Mọi người cùng hẹn á. Mọi người ngồi nghe chung. Hợp lý á. Em ở Đắk Nông nè. Em ở thành phố Tân Nghĩa luôn.
của nhà Mỹ à? Dạ. Có con đường tên Nguyễn Thị Ngân á. Tên là Nguyễn Thị Ngân là vô nhà mấy người. Có gần nhà tôi, có gần nhà chị không? Dạ, cũng gần. Có nhà Mỹ gần quê đó. Thành phố của đất nước mà. Anh cứ lên đi là anh biết là nó gần sao. Em làm đi xin bộ, đi bộ xin Tây Nguyên đi. Em vừa đi xe máy về đấy, xuyên Tây Nguyên đấy. Thì em đi bộ xuyên về là em đi cái đường khác, còn bây giờ em đi... Ủa là đi bộ hả anh? Đi bộ hả? Chứ không phải đi xe hả? Đi bộ xong về đi xe. Là đi bộ xong rồi ấy. À, thì không, về... Xe về. Không. Về đi xe từ Nghệ An vào Đắk Lắk, Đắk Nông, sau vào Sài Gòn chơi, sau đi về. Đó là thành đi 3 lần đấy. Là mới thực hiện xong cái chuyến đi bộ trên biển là đi từ từ Cà Mau á, à, đi ra tới Hà Giang, Lũng Cú, Hà Giang á, là trời đi bộ trên biển. Trời, giỏi hả? À, mà wow. Anh đi một mình hay anh đi có đồng đội sao? Anh đi chung chị Dung này. Anh đi một mình thì đến đoạn nào mà đẹp đẹp thì có đội media là chụp, chúng ta quay. À, đội media là của ai ta? Là bên là bạn bè. Bạn bè anh đó hả? Ôi là bạn bè anh chạy dài từ Cà Mau ra đúng ngoài kia hả? Điện trước rồi, điện nào nó đến cái điểm đẹp đẹp đó. Rồi ra chung. Tưởng anh đi chung với chị Dung thôi anh bệnh. Hôm sau đấy, hôm sau anh sẽ có người đi chung. Ôi là nói gì đâu mọi người. Sao ơi. Ủa nhưng mà anh đi hết bao nhiêu ngày, đi một hành trình vậy hết bao nhiêu ngày? Anh đi hết 5-6 ngày. 56 ngày. Làm bình tĩnh coi, còn nói chuyện đàng hoàng phong độ lên cho em. Trời ơi, hay quá hả? Lần đầu, ý là... Cái gì đó? Rồi sáng lên rồi nói chuyện rồi nói chuyện. Thôi, tu từ luôn nhé. Em thấy em chưa là nâng lên đi cả. Sao? Anh hỏi em đi, người ta biết. Anh cứ để em hỏi em, người ta nói là phỏng vấn không à. Xong rồi nói chuyện là ngân chốt rồi, ngân chốt là hẹn anh nha, hẹn anh rồi đó. Coi tuổi rồi này kia rồi có bạn hợp đồ này. Anh năm bao nhiêu vậy? Năm bao nhiêu? Anh 93. Ồ, 93 vậy là hơn em 1 tuổi. Ừ. Em 94. Dạ em 94. Gái em 2, trai em 1 đúng không ta? Không, lúc đó em kêu là anh đúng rồi, đúng rồi. Anh hơn em 1 tuổi. Anh rung quá à. Cối bên đây anh làm được. Thôi. Sao nhát nhát rồi. Y quên đó chứ em chưa biết tên ảnh luôn. Tên anh tên đừng có nói em quên tên em luôn nha. Tại nhà anh không có gì nha, anh chỉ có xăng thôi. Anh sẽ đốt em từ từ. Đốt trời ơi. Chịu. Có câu, có câu để cho Toàn đi ta cái luôn rồi đó. Ồ, hay quá, tính ra về anh làm kênh là quá hợp lý chứ bộ. Quay về hành trình đó là quá hay luôn. Được rồi, mình ngấn vô đề tài. Mình không, chứ không phải là đang đi tiễn YouTube. Không, từ từ chưa giờ mới đến đoạn này đó, em cũng có kênh anh à. Kênh của anh là được nhiều người biết tới chưa? Kênh của anh làm lâu chưa? Anh làm trong chuyến đi thì anh làm trong 56 ngày anh làm liên tục đấy. Sau đấy anh nghỉ. Nhưng mà có điều không hay coi đây. À. Không có người coi. TikTok với TikTok là nhiều người. Là anh sau khi anh quyết định đi đó anh mới quyết định quay, chứ còn trước đó thì anh không làm kênh nên là mọi người cũng biết là đúng rồi. Dạ bên TikTok thì còn làm nó không có lên mấy, nhưng mà bên YouTube không có nhiều lượt xem nhiều, nhưng mà bên TikTok ok lắm. Dạ. TikTok có cái kênh toàn Philip đó. Không, kênh của em là toàn đi bộ xuyên Việt đấy. Cái kênh nó 27.000. Yeah. Cái kênh đấy là đi lên đường là anh em là hầu như là họ giúp ở cái kênh đấy đấy. Yeah. Họ biết em từ đấy. À là hai kênh hả? Còn cái kênh toàn Phoenix em còn làm không? Còn. Yeah. Kênh này làm ok lắm anh. Cái kênh này người ta tập thể dục thể thao rồi làm kia. Đây. À là anh cũng là chuyên giống như kiểu huấn luyện viên gì đó hả? Ừ đúng rồi, anh chia sẻ cái bài tập ở trên YouTube. Em nghe nói là Ngân đang cần phải tập luyện. Đây, có cái kênh đó. Đây, quảng cáo cho anh nha mọi người, 123.000, ồ cao ấy chứ bộ. Kênh TikTok nha mọi người, đây em quảng cáo trên kênh của em luôn nha. Mọi người đăng ký ủng hộ cho anh Toàn. Gần 1 triệu luôn rồi, gần 1 triệu like. Ừ, gần 1 triệu like, nói chung là lượt like cao này, lượt follow là 123.000. Anh Toàn Phoenix. Trời ơi, có 6 múi rồi kìa. Cái này thì đánh để nha. Quay dòng mà tỉ trọng số 1 rồi đó chị. Rồi sao vậy? Cây xăng, 6 muối. Rồi,
nói gì nữa. Thôi chắc được rồi, mình tìm hiểu thêm sau anh ha. Ủa vậy là Ngân thấy được rồi hả mọi người? Chốt đi hai đứa. Nhanh quá chị, cái gì nhanh quá hôm nay đâu, mình từ từ anh ạ, đúng không anh? Giống đi bộ mình phải từ từ. Chốt đi hai đứa. Nhưng mà hay á, công nhận đi cái đó hay hơn, có thời gian. Ủa nhưng mà công việc bình thường là anh là bên làm bên fitness luôn hả? Hay là bên dinh dưỡng? Dinh dưỡng à? Nên là mình cũng có nhiều thời gian để trải nghiệm đó. Như mình nhân văn phòng thôi, cũng không có thời gian để đi cái đó. Mình đi là nghỉ vậy là gần 2 tháng. 5 tháng ngày là gần 2 tháng đi liên tục luôn. Mẹ đang có dự định đi qua Ấn Độ, đi bộ xuyên Ấn Độ nữa kìa. Wow. Ấn Độ luôn không? Okay. Đi không Ngân? Ấn Độ hay lắm. Đồng hành. Trời ơi, đồng hành đi chứ. Anh có dự tính đi hai người không? Nhìn Ngân nói thật tới là có cái dự định là đi Ấn Độ. Thế là không, Ấn Độ hay lắm nha. Bên kia là anh đi với một anh nữa là anh Giáp ấy, Lê Khải Giáp ấy. Cũng làm YouTube luôn, tầm ba mấy ngàn này. Anh cũng đi bộ hả? Anh Tiên đi bộ không? Nhưng mà Ấn Độ lớn lắm á, anh tính là đi hết luôn hả? Đi hết anh Giáp và đi từ gần chục năm rồi. Gần chục năm đi bộ rồi, là đi từ Việt Nam sang Alaska. Wow. Là trên con đường anh đi là con bé đang đi làm văn phòng ở Việt Nam ấy, là nó bỏ việc cũng đi theo anh. Wow. Rồi em cũng sẵn đó. Trời, anh gợi ý vậy biết sao? Biết sao giờ em lại chuyện đó. Anh là em tin nhắn gửi tới anh Khương là anh Khương sẽ mất. Mất hết một lính mà. Và kênh YouTube của Nguyễn Thị Ngân sẽ chuyển hướng làm theo đi bộ luôn nha. Xin biệt nha. Xin các nước luôn. Xin lỗi anh Khương nha, chưa buồn với anh Khương nha. Bây giờ cũng biết sao. Ngại quá. Ngân hay với chị mới chốt bồ xong mà chốt thêm cái chuyến du lịch bên ấy rồi đó. Ấn Độ nữa, phượt Ấn Độ nữa. Không, mà Ấn Độ đất nước cũng nhiều cái văn hóa của họ hay. Đi Ấn Độ nhiều đấy, nhưng mà không đi đó chắc khó hơn bên Việt nhiều. Ngôn ngữ nhiều cái bên kia nữa. thì sáu cái nền văn hóa khác nhau, gọi là sáu cái Phật giáo, sáu tôn giáo khác nhau. Nhiều giống kiểu một đảng. Đất nước mà cứ từng bang này. Thích cái đấy. Không, em cũng có nghe sơ. Nói chung Ấn Độ nhiều cái hay, nhưng mà đi cũng nguy hiểm mà. Mà thôi, niềm đam mê mà hơi chị ha. Không, ý là em mới có đam mê thôi chứ chị không có đam mê đó. Đó nha, chị đâu có đam mê đi bộ nha. Em mà là mới nói thôi chứ chưa đi. Chưa được đi lần nào hết trơn á. Mà có gì đó anh chị, từ mình gặp mình chia sẻ thêm anh ha. Nhưng mà nhớ gọi em nha. Và bây giờ nhân cái bữa gặp mặt này này, hay là bạn dẫn tụi mình đi đãi cà phê ăn trưa rồi được chưa? Rồi chị. Chốt kìa. Chị gà kèo ghê thiệt. Chị gà kèo ghê thiệt. Để hết đi anh ha. Thôi nói để em mời cho bữa đầu, em mời cho. Ủa giờ có bao giờ mời cho em không ta? Em thấy chị thấy không? Em thấy nãy giờ là Ngân là chữ là chủ động hết chị. Đến cả cái việc thì cũng nhiều vấn đề luôn. Từ khi mà quen em Ngân chưa mời em bữa nào chị ạ? Em mới sốc. Em nói nguyên câu. Ra. Từ khi mà quen em á, làm chung á, Ngân chưa mời em bữa nào luôn. Vậy mà gặp anh ấy thì Ngân đã mời rồi. Thì sao? Nói vậy, anh cũng chạy Ngân rồi. Thì sao? Nhưng mà chị Kiều là còn đỡ ha, ý là chị Kiều là Ngân chưa trả cho chị thôi chứ chị cũng chưa có gì. Em làm với Ngân 5 năm hôm nay. Có nha. Em cũng làm một phút lâu hết. Một phút lâu cái em đi họp với Ngân em sẽ mua được một ly cho Ngân. Cái mỗi lần em nói Ngân là khi nào Trang nghèo á em vui chút là nghe Trang hết giờ luôn chị. Không mua ly nào. Ở đây mới gặp lần đầu tiên thôi, người ta chưa có gì hết mà sao đi ăn anh, em mời anh. Nhưng mà có mà, nhưng mà có phần của các chị mà đúng không? Thôi chị nghĩ là người ta cứ coi như là tâm người ta phát ra lúc nào thì mình nhận lúc đó. Rồi, mình không có tranh luận nữa thôi. Bây giờ mình đi cũng mừng cho mấy người. Thôi
hồi chuối thôi mọi người, gì đâu, lâu lâu mình có bạn mới đúng không chị? Ừ. Chứ không có gì hết, chưa có gì hết mọi người. Mình trà cho mấy bình rượu uống quá. Không hiểu là uống nước hoài luôn. Không hiểu sao uống nước hoài luôn à. Thôi giờ đi ăn rồi chị ha. Đi ăn. Đi ăn thôi. Chưa. Biết ơn cả nhà, hôm nay có người mời. Bye bye đi Ngân. Dạ. Cảm ơn mọi người. Bye bye.